Mình xin chào các bạn, tôi quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình chia sẻ cách khắc phục bút bi mà mình để lâu ngày các bạn, nó bị khô mực các bạn ha, hoặc là nó bị tắc mực ở ngay chỗ cái phần bút, phần bi này các bạn, hoặc là mình để trên bàn nhưng mà lỡ mình để bị gơ bớt á, thì nó gớt xuống á, thì nó sẽ cắm cái đầu xuống ha, thì bút bi nè nó sẽ bị tà cái đầu ha, nó cắm xuống như thế này bị tà đầu. Và hôm nay mình chia sẻ cách khắc phục á, nó sẽ có mực trở lại nha các bạn ha. Thì các bạn nhìn nè, ở trong đây nó sẽ có, nó vẫn còn mực đó, nhưng vì một lý do nào đó nó bị khô mực hay là bị tắc mực gì đó thì nó sẽ không có ra mực ha. Đây đó, mình viết không ra mực ha. Đó thì bây giờ mình lấy cái gột nó ra. Rồi thì các bạn nhìn nè, ở đây nó vẫn còn mực nha ha, nó vẫn còn một tí mực, một khúc như thế này đó, là mình vẫn có thể còn viết được nha các bạn nha. Nhưng mà tại sao nó còn mực mà lại không ra, thì cách khắc phục rất là đơn giản luôn. Thì mình sẽ sử dụng một cái hộp quẹt như thế này nha các bạn nha. Đây mình sẽ hơ lửa trên cái đầu bút bi này nha các bạn nha, và mình không có hơ lâu, nếu mà hơ lâu quá thì nó sẽ bị chảy mực ở nó bị chảy mũ ha, mũ ngay chỗ cái đầu bi nè ha. Rồi mình sử dụng quạt khò hoặc là quạt quạt thường cũng được nha, quạt lửa thường cũng được, quạt khò cũng được. Rồi đó, như vậy là ok nha các bạn nha. Rồi rồi, sau khi mình bỏ vào á thì mình sẽ đẩy cái phần nắp lại ha. Bây giờ mình sẽ viết thử với các bạn coi nha. Đây đó các bạn thấy không đó, bây giờ mình chỉ cần hơ lửa chút xíu thôi là mực nó ra ào 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 luôn nha các bạn nha. Rồi mình hy vọng cái video này sẽ hữu ích cho các bạn khi các bạn gặp trường hợp đó là bút bi nó bị tắc mực nha các bạn nha. Đó, bút bi nó bị tắc mực như thế này thì các bạn áp dụng theo cách này của mình, hơ lửa hột quẹt trên cái đầu bi này chút xíu thôi thì nó sẽ có mực lại nha các bạn nha, rất là nhanh lẹ luôn. Mình có thể xài được mặc dù mực bên trong nó cũng còn một ít nha các bạn nha. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thêm phát triển các bạn nhé.